Tăng đoàn Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất Hải ngoại, Hội đồng điều hành Phật lịch 2561, ngày 21 tháng 3 năm 2018, cáo bạch. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Chư Tôn Đức Giáo Phẩm, Trưởng Lão Hòa Thượng, Chư Hòa Thượng, Thượng Tọa, Ni Trưởng, Ni Sư, Đại Đức, Tăng, Ni. Kính thưa quý đồng hương và chư thiện tín Phật tử. Thay mặt Hội đồng điều hành Tăng đoàn Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất Hải ngoại và môn đồ Pháp Quyến, chúng tôi cung kính cáo bạch. Hòa Thượng Húy Thượng Như Hạ Thức, tự Viên Thành, hiệu Thích Hải Trung, sinh ngày 16 tháng 11 năm 1943, năm Quý Mùi, tại thôn Hòa Hội, xã Mỹ Thành, huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định, Việt Nam, thuộc dòng Lâm Tế Chánh Tông đời thứ 42, nguyên thủ chúng Tổ đình Thập Tháp, Phó Tổng Thư ký Phật Học viện Phước Huệ, trụ trì chùa Bửu Quang tại An Thái, Phó Chủ tịch Hội đồng Giáo phẩm, kiêm Tổng vụ trưởng Tổng vụ Nghi lễ của Tăng đoàn Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất Hải ngoại, Viện chủ chùa Diệu Pháp và Phương trưởng chùa Điều ngự California, Hoa Kỳ, đã thuần thế vô thường, an nhiên thâu thần thị tịch lúc 4 giờ 30 phút chiều thứ Ba, ngày 20 tháng 3 năm 2018, nhằm ngày 4 tháng 2 năm Mậu Tuất, Thế Thọ 76, Hà Lạp 56. Lễ nhập Kim Quang và Thọ Tang lúc 10 giờ sáng thứ Ba, ngày 3 tháng 4 năm 2018, nhằm ngày 18 tháng 2 năm Mậu Tuất tại chùa Diệu Pháp, địa chỉ 311 East Mission Road, thành phố San Gabriel, Cali 91776. Lễ cung thỉnh giác linh Yết Tổ lễ Phật lúc 6 giờ chiều thứ Ba, ngày 3 tháng 4 năm 2018, nhằm ngày 18 tháng 2 năm Mậu Tuất tại chùa Điều Ngự. Lễ tưởng nguyện lúc 7 giờ tối thứ Ba, ngày 3 tháng 4 năm 2018 tại chùa Điều Ngự, địa chỉ 14472 Chestnut Street, thành phố Westminster, Cali 92683. Lễ cung tống Kim Quang và trà tỳ lúc 10 giờ sáng thứ Năm, ngày 5 tháng 4 năm 2018, nhằm ngày 20 tháng 2 năm Mậu Tuất tại chùa Diệu Pháp. Chúng con thành tâm cung thỉnh Chư Tôn Thiền Đức Tăng Ni, Bi Mẫn Chứng Tích Quang Lâm Chứng Minh Trợ Tiến, Giác Linh Hòa Thượng Tân Viên Tịch, ngưỡng nguyện Chư Tôn Đức Giáo Phẩm Tăng Ni Thùy Từ nhất tâm cầu nguyện, Giác Linh Hòa Thượng Thích Viên Thành Cao Đăng Phật Quốc, Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới, Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật Tác Đại Chứng Minh. Mọi chi tiết xin hoan hỷ liên lạc về 626-800-9081, 626-537-5761 hoặc 626-614-0566, 614-0566, email thầyviênlý@gmail.com. Cúi đầu đảnh lễ cáo bạch San Gabriel, ngày 21 tháng 3 năm 2018, thay mặt ban tổ chức và môn đồ Pháp Quyến, tỳ kheo Thích Viên Lý, tỳ kheo Thích Viên Huy.